Ok anh em ơi, bây giờ thì mình không nói dối hay không scam, không lừa anh em nữa. Đây là chiếc màn được Samsung gửi tới. Và họ bảo rằng đây là một chiếc màn hình cực kỳ là cháy, cực kỳ là khủng. Một màn đồ họa có thể gọi là top 1 luôn. Nhưng mà mình làm sao mà tin được không? Mình từng review rồi, nó tốt thật. Nhưng liệu rằng nó có phải tốt nhất không? Thế thì bây giờ cùng mình review và so sánh nó với những em màn khác nhá. Ok, tất cả những gì mình chuẩn bị nói tới đây là sự thật hết nhá. Tức là đây là sự thật, không hề chém gió, không hề lừa, không hề thêm cái gì cả. Tất cả đều là sự thật hết. Đây là chiếc màn hình Viewfinity S8 với hai kích cỡ 27 inch và 32 inch. Em này thì độ phân giải là 4K, tần số quét là 60Hz. Đồng thời sẽ còn có thêm cả HDR400 này, có thêm cả những thứ như là ví dụ như là màn hình tấm nền IPS này, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ linh tinh. Thế nên là mình sẽ lựa chọn đây so sánh nó với cả ba con màn khác cũng của hãng con chúng mình. Một con màn hãng L này 27 inch này, một con màn hãng V 27 inch và một con màn hãng A 32 inch em nhá. Như anh em thấy đấy, tất cả những con màn này đều có mức cấu hình khá là giống nhau. Bây giờ thì hãy cùng mình so sánh nó nhá. Về bề ngoài thì cả ba em đều có thiết kế rất là văn phòng và cực kỳ là hiện đại. Nhưng có thể nói rằng cái sự khác biệt ở hãng L đây, nó có mặt màu trắng. Còn nếu mà nói về một con màn không được ưa mắt nó cho lắm ấy, thì có lẽ sẽ là màn V, khi mà cái phần lưng nó cong hơi khó chịu một tí. Về chân đế thì chúng ta có thể thấy rằng những chiếc màn này rất là công thể học. Samsung cũng bảo rằng màn của họ là màn công thể học, bởi vì nó có thể nâng lên, hạ xuống, xoay trái, xoay phải, rồi ngửa cụp. Nhưng có một điều ấy là chiếc màn Samsung và chiếc màn L ở đây, chúng ta sẽ chỉ có thể xoay một chiều như này thôi, chứ xoay chiều còn lại thì không cho phép đâu anh em ạ. Cái này thì sẽ có ảnh hưởng một chút tới cả vị trí đặt màn của anh em nếu mà anh em để cái màn này ở hướng dọc. Nhưng có một điều đặc biệt hơn của chiếc màn Samsung, đó chính là thay vì là những cái chân đế bằng nhựa, tức là bọc nhựa hay phủ nhựa ấy, thì em màn Samsung này 100% kim loại luôn anh em nhá. Cái phần trụ thì vẫn là được bọc nhựa thôi, nhưng mà cái phần đế này nó là bằng kim loại anh em ạ. Nhưng cái việc di chuyển chân đế ấy, nó chỉ là một chuyện thôi. Cái nút bấm là một chuyện khác. Theo như mình thấy ấy, thì trong bốn cái màn này đây thì sẽ có màn Samsung và màn hãng L này đây là được tối ưu về nút bấm. Khi hãng L thì dùng joystick, còn Samsung thì dùng nút bấm điều hướng ở dưới này. Còn hai màn kia thì dùng bốn cái nút bấm trên màn này, nhìn trông cực kỳ là khó chịu. Bản thân mình thì mình thích cái nút joystick hơn, nhưng mà mình thấy rằng là cái nút điều hướng, nhiều anh em cũng bảo mình rồi là nó dùng cũng khá là ổn áp, khá là ok. Cái cảm giác tactile của nó thích hơn so với cả một con joystick theo kiểu này. Nhưng mà nói thật thì nút bấm là một chuyện, cái cổng kết nối là một chuyện khác. Tất cả những cái màn đây đều cung cấp cho chúng ta những cổng kết nối khá là cơ bản, bao gồm HDMI và DisplayPort. Thêm nữa sẽ có cả cổng USB-A và cổng USB-C để hỗ trợ gọi là upstream và downstream cho chiếc laptop của chúng ta nữa. Nhưng có một điều thất vọng đây là hãng V chúng ta chỉ hỗ trợ sạc lên tới là 60W thôi. Còn ba chiếc màn còn lại là bao gồm cả Samsung nhá, hỗ trợ sạc lên là 90W, tức là sạc thoải mái cho chiếc laptop của anh em. Nhưng có một điều đặc biệt hơn cả của Samsung ấy là chiếc màn Samsung chúng ta không chỉ có cổng USB mà còn có thêm cả một cổng LAN nữa. Cái việc mà sử dụng bây giờ ví dụ như là một chiếc MacBook này hoặc là một những chiếc laptop ít cổng này dần dần trở nên phổ biến hơn. Thế nên là việc mà anh em cắm vào màn, chúng ta có thể truy cập được chuột này, bàn phím này, màn hình này, mà còn có cả mạng LAN ổn định nữa thì quá là tuyệt vời. Cái yếu tố này ấy, thì nó khá là mạnh mẽ, với cả tức là có ảnh hưởng lớn với cả những anh em nào đang sử dụng chiếc laptop và dùng màn ngoài để chỉnh ảnh, làm màu, làm phim. Còn với những anh em PC chúng ta thì có thể là cái yếu tố đấy nó không quyết định cao cho lắm. Cái đấy thì tùy vào anh em suy nghĩ và phân tích nhá. Nhưng mà thực sự thì nút bấm thế nào, dùng thế nào thì mình cảm thấy rằng là chiếc Samsung này cũng sẽ có một vài cái điểm ưu thế hơn với cả những chiếc màn khác. Chẳng hạn như là nó sẽ hoạt động một cách hoàn hảo với cả Samsung DeX khi mà anh em sử dụng một chiếc màn hình điện thoại Samsung. Hay là nó sẽ cực kỳ là tuyệt vời khi mà anh em muốn PIP, tức là Picture in Picture, giúp anh em đồng thời có thể vừa làm việc, vừa giải trí, hoặc là vừa chơi game, vừa nghe nhạc. Nhưng tất nhiên rồi, một chiếc màn hình xịn đúng không? Cái giá trị bao nhiêu, công nghệ bao nhiêu, mà màu giờ thì cũng chả có tác dụng gì. Bây giờ thì hãy cùng mình thử test màu nhá. Bây giờ anh em có thể thấy đấy, mình vừa test xong màn rồi và bây giờ đã có kết quả. Về độ phủ màu, chúng ta có thể thấy là Samsung và hãng L có độ phủ màu cực kỳ là tốt luôn. 100% giải màu sRGB, 90% giải màu Adobe RGB và 96% giải màu DCI-P3. Ngoài ra sẽ còn có 87% NTCS nữa, rất là kinh khủng. Màn V và màn A thì không đạt được cái mức đấy, nó thấp hơn một chút, khoảng 80, 8 mấy cho Adobe và DCI, còn lại thì có mỗi 70 mấy thì phải cho NTCS thôi. Còn nói về độ sáng đây nhá, thì chiếc màn Samsung chúng ta đạt đúng chuẩn, đó chính là HDR400 luôn, bởi vì chiếc màn Samsung Viewfinity với cả em hãng L ấy thì đều đạt trên mức 400 nit về độ sáng cao nhất. Cái độ contrast
Class thì em này thua một chút so với cả hãng L, nhưng mà cũng không vấn đề gì cả, bởi vì khi mà nhìn vào ấy thì mình không cảm thấy khác biệt quá là nhiều đâu. Tiếp theo nữa là về điểm trắng, white point. Cái điều này thì sẽ giúp anh em xác định được rằng là màu trắng trên màn của chúng ta là màu trắng hay nó bị ngả vàng hay ngả xanh, đúng không? Cái điều đấy thì nó rất là quan trọng khi mà làm việc về màu, chỉnh ảnh, làm video các thứ kiểu. Thì chiếc màn Samsung Vivinity S8 chúng ta làm việc cực kỳ là tốt luôn, đúng chuẩn D65 hay là 6500K. Còn chiếc màn L hay là A hay là V ấy, thì nó lệch lệch một chút so với cả cái điểm đấy. Điều này thì giúp cho cái màu trắng anh em đạt được chuẩn nhất trên chiếc màn Samsung Vivinity S8. Nhưng cái màu trắng là như vậy thì cái độ đều màu nó lại khác hơn một chút. Độ đều màu và độ đều sáng này, em này thì đều màu rất là ok, rất là hợp lý luôn. Nhưng đều sáng thì lại không được tốt như những chiếc màn khác. Có một cái điều đó chính là cái độ lệch giữa các mảng trên cái màn hình ấy nó bị lệch lệch một chút. Ví dụ như là ở giữa ở đây thì là 400 nit, nhưng ở bên trên góc trên cùng đây này thì nó lại chỉ có 380 thôi, chẳng hạn 370 thôi. Cái điều đấy thì sẽ tạo độ lệch sáng giữa tất cả các mảng màn hình. Nếu mà nhìn thực sự ấy, nếu mà nhìn kiểu cơ bản như này ấy, thì mình khó mà nhận ra được cái khoảng đấy. Đặc biệt là khi mà làm việc nữa, bởi vì đa số những công việc anh em làm, ví dụ như là chỉnh ảnh ấy, thì nó sẽ tập trung vào ở khu vực giữa ở đây, chứ không phải ở góc gì, góc này, góc kia. Thế nên là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu mà để đưa về số liệu ấy, thì chiếc màn V chúng ta là chiến thắng. Kế tiếp đó sẽ là chiếc màn L và chiếc màn A. Còn Samsung thì đứng ở ngay sát đấy thôi, đằng dưới một tí thôi, nhưng vẫn là thua và đứng ở vị trí dưới cùng. Nhưng cuối cùng tất cả những con số mà anh em quan tâm nhất đó chính là delta E, đúng không ạ? Nếu mà anh em nhìn vào con số delta E trung bình ý, thì anh em có thể để ý rằng là màn hãng V thấp nhất này, rồi đến màn Samsung này, rồi đến màn hãng L, rồi màn hãng A này. Thế nhưng nếu anh em nhìn toàn cảnh hơn ý, thì anh em nhận ra rằng là màn hãng V lệch màu khá nhiều ở phần màu xanh, và hàng màn hãng A cũng tương tự như vậy. Còn màn hãng L thì nó sẽ lệch khá nhiều, nhưng mà lệch đều đều tất cả các màu cơ. Còn màn Samsung Vivinity S8 chúng ta thì lệch đúng là ở mức nhì thôi, nhưng cái độ lệch màu cao nhất ấy nó khá là thấp, chỉ dưới 2, tức là 1 phẩy mấy thôi, không quá là nhiều. Nếu mà nhìn như thế tổng thể, kể cả màn cái độ lệch màu trung bình và độ lệch màu cao nhất ấy, thì mình vẫn đánh giá chiến thắng này dành cho Samsung. Thế nói chung là như nào, cái kết luận như nào? Em Samsung Vivinity S8 này là một em màn rất là tốt, chất lượng build tốt này, thiết kế tốt này, màn hình tốt này, chất lượng tốt này, nhiều thứ rất là tốt. Nó hoàn hảo không? Không, nó không hoàn hảo, nhưng nó là một chiếc màn hình đồ họa rất là tốt. Tại sao nhiều người không mua nó? Đơn giản bởi vì là rất là nhiều anh em chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi marketing, cứ nghĩ rằng là màn hãng A là trái nhất, Pro Art là xịn nhất, như này như kia là ngầu nhất, và không nhận thấy rằng là những hãng khác đều có những cái option cực kỳ là tốt với mức giá nhiều khi còn mềm hơn cơ. Chẳng hạn như là em Vivinity S8 này đấy. Bản thân mình thì mình cũng đã suýt nữa thì mua em màn này rồi, nhưng mình thực sự đang chờ đợi em màn OLED của Samsung mới sắp ra đây, để mình có thể gọi là xuống tiền đấy anh em ạ. Đây thì là một video quảng cáo thôi, nhưng mà thực sự từ tấm lòng của mình cảm thấy rằng em màn này là một em màn tốt. Anh kia đây này cứ thỉnh thoảng bảo như ui màu con này chuẩn, màu con này chuẩn, mình cứ lôi kết quả của em này ra khi mà lệch màu của nó cực kỳ là thấp, lệch màu trung bình của nó thấp, lệch màu cao nhất của nó thấp, và khiến cho nó trở thành một chiếc màn cực kỳ là tuyệt vời. Nếu mà anh em muốn Samsung có thể gọi là làm tốt hơn hay là cải thiện hơn về cái những cái màn ấy, sắp tới họ còn ra con S9 nữa cơ, muốn Samsung gọi là làm tốt hơn về con những cái màn ấy, không chỉ là màn Odyssey chơi game nhá, mà còn làm tốt về màn đồ họa, thì hãy ủng hộ họ bằng một chiếc màn này nhá. Đây, chiếc màn này rất phù hợp với những anh em nào đang làm phim chỉnh ảnh khi mà độ phủ màu của nó cực kỳ tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp em tại video sau.